video em tự quay trên rừng về chủ đề farm và xây dựng nhưng khi đủ điều kiện em bấm bật kiếm tiền và bị dính lỗi lại sử dụng nội dung là sao anh? Thì uh, lỗi lại sử dụng lại nội dung thì như chúng ta đã biết, lỗi sử dụng nội dung thông thường ấy thì nó chỉ xảy ra ở những cái trường hợp nào? Nó chỉ xảy ra ở những cái trường hợp mà chúng ta đi tổng hợp những cái video trên mạng về Cụ thể như là những cái video mà chúng ta lấy về review này Chúng ta kiếm tiền được một thời gian thì nó sẽ bị lỗi sử dụng lại nội dung cho chúng ta ghép giọng AI đúng không? Chúng ta chỉ hiểu đơn giản là Những cái lỗi sử dụng lại nội dung ấy Nó chỉ vướng phải là do chúng ta không sản xuất 100% là cái video đó Và chúng ta quá lạm dụng về cái giọng AI Và tổng hợp quá nhiều hay là lấy những cái video short đăng về quá nhiều thì lâu nó mới bị à, dính phải cái trường hợp lỗi lại sử dụng lại nội dung thôi anh em nhưng mà do chính chúng ta quay do chính thiết bị chúng ta quay mà dính phải cái lỗi đó thì thấy lạ đúng không anh em thấy không còn tin tưởng nữa đúng không ngay cả cái nội dung của mình làm ngay cả cái thiết bị mình quay ngay cả cái video mình dựng mình edit trong cái phần mềm đó mà bị lỗi lại sử dụng nội dung thì à, xử lý như thế nào thì hợp à, trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em cách xử lý cái này anh em phải lưu ý là lỗi sử dụng lại nội dung là đó là chỉ là một cái tên mà YouTube nó thông báo thôi nhá, còn chi tiết nó còn ở bên dưới thì anh em phải lưu ý nắm vào. Thì đối với những anh em mà quay máy quay ấy, đã cầm máy quay đi quay, đã cầm máy quay đi quay và thực hiện những cái video đó, nếu sau này anh em vấp phải thì anh em chỉ cần làm theo những cái video mình chia sẻ là chắc chắn sẽ 100% anh em sẽ kháng lại được và tính năng kiếm tiền của anh em sẽ được bật và anh em sẽ đỡ phải tốn tiền về dịch vụ hơn và sau này đi nữa anh em vẫn phải anh em vẫn sẽ xử lý như thế vì cái trường hợp này nó mới xảy ra gần đây thôi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái màn hình mà chúng ta làm việc thì như anh em đã biết đúng không anh em làm nội dung mà nó báo kênh không bật kiếm tiền ở trong đối với anh em view ngoại nha đối với những cái anh em mà đi quay trên rừng trên núi này anh em biết tại sao bây giờ nó cho một cái lỗi là sử dụng lại nội dung không rồi nó kêu là nội dung trên kênh này không chắc chắn là tác phẩm sáng tạo nguyên gốc, là hoặc là không bổ sung bình luận đáng kể hay là à, không mang giá tính giá trị giáo dục đáng kể hay là không mang một cái gì, gì gì đó thì đây cái lỗi sử dụng lại nội dung nó sẽ như thế này và thông thường ấy và cái lỗi sử dụng lại nội dung mà chúng ta hay tổng hợp những video ngoài lề ha nói thẳng là không phải do mình sáng tác thì nó bảo là video bạn sử dụng lại nội dung là không thêm những cái giá trị đáng kể gì nó sẽ khác còn trong cái quá trình mà anh em làm view ngoại gần đây á, anh em đi quay ấy, thì nó có chính phải một cái lỗi sử dụng nội dung. Thì cái điều đầu tiên đấy, thì đối với anh em quay, anh em chỉ cần nhớ một điều rằng là tôi đã quay, tôi sử dụng edit phần mềm và tôi có thiết bị quay thì tôi không cần lo lắng cái gì cả. Anh em cũng không cần lo lắng cái gì cả. Và cái lỗi này cũng không gây quá áp lực, nó chỉ khó hiểu hay là nó chỉ hơi buồn hay là nó chỉ gọi là với anh em mới không mới nhận biết thôi nhìn môi thì thấy có vẻ là đáng sợ hay là đáng lo lắng hay là đáng quan ngại thôi nhưng mà ở video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em xử lý nha à, anh và anh em cũng nắm thêm này gần đây là view ngoại thì anh em biết là cả tỷ video lên mỗi ngày cả chục triệu video lên mỗi ngày và bây giờ ấy là cái YouTube nó biết chúng ta là đang phong trào ở Việt Nam ấy và cũng như là các nước khác thì mình không để ý và nó biết nó biết được là chắc chắn nó sẽ nắm được không phải là nó không biết đâu anh em ạ à. bây giờ đường đi nước bước của chúng ta nó đều nắm được hết không phải là nó không nắm được đâu và nổi lên một cái phong trào là quay view ngoại đấy và bây giờ là thường thường là cái nội dung view ngoại ấy, nó giống nhau quá nhiều về cái hình ảnh và những cái công cụ hay là những cái hành động đúng không anh em bây giờ nhìn video là cũng chặt chặt cưa cưa rồi quay một cái cảnh slow motion trước rồi uh, trẻ trẻ đan đan rồi hay là cưa cưa rồi đan thêm tán chạy sinh tồn thì đó nó kiểu như vậy thì đối với cái hệ thống AI nó quét đây chắc chắn là hệ thống tự động của YouTube nó quét anh em nhé không phải là do nhân viên người ta tự ở đâu nó nó chỉ cần thêm một cái cốt thôi thêm một cái con AI vào thôi là nó sẽ tự động nhận dạng ra cái cái nội dung mà ngang 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 nhau ấy là nó sẽ cho về cái lỗi sử dụng nội dung khi anh em bấm bật kiếm tiền khi mà anh em đã đủ điều kiện được chưa đó là cái mà gần đây mà YouTube nó cập nhật thêm để cho anh em cái mục đích ấy và cái tín hiệu nó đang phát ra chúng ta hiểu là nó đang muốn chắc chắn rằng video này là video do bạn làm. Thì bây giờ anh em nhìn trên cái chủ đề của à, anh em nhìn trên cái chủ đề YouTube đúng không? Là thấy quá nhiều, quá nhiều cái video thí dụ như là nghề mộc này, rồi về đồ này Nghề mộc là làm vườn này, thiên nhiên này. Nó nhiều cái video tương tự giống nhau quá đúng không? Nó nhiều quá. Thì video nó lên mỗi ngày. À, khi mà anh em bị như thế này, anh em xử lý như sau. À, đầu tiên là đừng lo lắng anh em nhá Đây là một cái tín hiệu mà nó muốn chắc chắn là kiểu như là anh em chỉ hiểu là nó muốn xác minh không phải robot thôi. Anh em cứ hay làm, anh em để ý không? Anh em hay vào những cái trang web hay là vào những cái gì đó. Nó muốn bấm click vào, nó kêu anh không phải là người máy nó muốn biết chính xác chúng ta là người không phải là robot để vượt qua cái đó click vào phát đó thì bây giờ càng ngày YouTube nó làm nó có một cái mối liên hệ tương tự y như vậy anh em hình dung ra được nó chỉ thêm một cái bước này thôi anh em không phải lo lắng gì cả nó muốn chắc chắn rằng chúng ta là người sáng tạo nội dung thì đầu tiên anh em nhận cái tín hiệu này được chưa anh em chỉ việc xử việc xử lý nhân thâu như sau à, anh em nhìn vào cái màn hình máy tính giống như là cái máy tính của anh em thôi đúng không giờ chúng ta bật cái cắp cắt lên à cáp cắt hay là pre hay là cam, Tasia, hay là những cái phần mềm khác thì anh em tương tự làm tương tự. À, thông thường ấy khi mà đã bị cái lỗi đó thì anh em chỉ cần gửi một cái video kháng lên năm dưới 5 phút được chưa? À, anh em tạo ra một cái video dưới 5 phút để anh em gửi vào cái đường link kháng đó. Anh em vào gửi vào cái đường link kháng của nó thì anh em sẽ kháng được 100% và gần đây thì mình đã kháng tới 26, 27 kênh rồi. Là nó chỉ tương tự như vậy thôi. Khi anh em uh, khi anh em gửi y hệt như mình thì chắc chắn sẽ được. Mình nhớ không nhầm là cái này là cái trường hợp mà này này. Nó tương tự như cái trường hợp gì Để mình nhớ coi. Nó tương tự như cái trường hợp gì mà mình quên rồi. Mình sẽ nói lại ở video sau ha. Thì anh em khi quay về thì anh em chắc chắn sẽ có một cái file con đúng không. Chẳng hạn như là mình mở cái file con của mình ra. Thì anh em sẽ có từng cái đoạn mà. Từng cái đoạn ngắn như thế này để anh em ghép thành một cái video ha. Bây giờ mình sẽ add Ad từng video vô à. Mình sẽ tạo ra một cái tương tự như anh em đang edit hả, à. Ad xuống thanh thanh thời gian nha, à, thanh xử lý đi à. Đây, chẳng hạn như là anh em chỉ cần bật cái này lên nhá, Đối với máy tính của anh em chắc chắn thì anh em sẽ có dữ liệu rất là nhiều. Thì điều đầu tiên mà để kháng cái này nhanh gọn lẹ anh em không cần lo lắng à. anh em bật cái này lên và anh em bật lên một cái thuyết trình ghi như mình không cần có cam cũng được nha anh em không cần có cam và anh em chỉ cần để cái hình như này khi mà anh em đi thì chắc chắn nó cũng sẽ như này thôi đúng không chính xác chưa không sai tí nào đâu bây giờ anh em bắt đầu nói là bây giờ mình bật thêm một cái phần mềm ghi hình nữa để mình tạo ra một cái video tương tự để cho anh em dễ hiểu à tại vì cái phần mềm này mình đang ghi hình video của mình rồi mình ghi thêm một cái phần mềm nữa bây giờ mình sẽ sử dụng camta để ghi à anh em cứ cho nó full hết màn hình nha cái tỷ lệ mà ghi màn hình của anh em ghi hết luôn bật cả cái này lên luôn cho nó ok ha. đúng thời gian địa điểm luôn thì thì anh em cứ nhảy lên phát như này là được thì đôi khi nó chỉ là gọi là cái tút anh em cái mẹo đấy được chưa bây giờ mình bấm ghi này và anh em sẽ nói y hệt như mình nha nó cần cái để ấy mà cần cái để xác minh thôi thì đây là video của tôi làm đây là những file thô của đây là những file thô mà tôi bắt đầu edit và tôi bắt đầu nối lại thành video dài đây là những cái file do tôi quay về và đây là thư mục file của tôi quay về đây là thư mục file của tôi quay về đây là thư mục file của tôi quay về thư mục của tôi quay về gồm những file lẻ như thế này tôi dùng nó đưa vào phần mềm cắp cắt và edit từng tí một sau khi sau khi tôi edit xong và tôi xuất file video ra những những cái video tôi xuất ra vẫn còn ở đây và tôi trực tiếp đăng lên kênh YouTube của tôi tôi trực tiếp đăng lên kênh YouTube của tôi hành động của tôi như thế này và tôi nghĩ đây là phần mềm do AI do hệ thống tự động của YouTube quét phải trong đó có một sự nhầm lẫn mong đội ngũ YouTube xem xét lại và khôi phục lại cái tính năng kiếm tiền cho tôi tất cả video của tôi là do chính tôi biên soạn thông qua các cái phần mềm này đây là những file thô của tôi sau khi anh em ghi đơn giản như vậy thôi còn anh em muốn trình bày văn vở thêm một tí thì anh em cứ trình bày ha đây là cái nội dung của anh em cần làm đó đó thì nó ghi vào đây bây giờ chúng ta nghe lại ha không không cần nghe đâu cũng nghe cũng được anh em nghe đi thì ở đây là video của tôi làm đây là những file thô của đây là những file thô mà tôi bắt đầu edit và tôi bắt đầu nối lại thành video dài Đây, Đây là anh em những cái file Bây do sẽ... tạm thời để như này Sau khi anh em có một đoạn nào Thông thường mình chia sẻ cho anh em là cách kháng của mình này Là mình làm chỉ cần dưới một phút thôi Mình chỉ cần nói đơn giản thôi Là auto là 3 tiếng sau là nó sẽ tự động khôi phục cái tính năng kiếm tiền đó cho anh em Bình thường anh em nhé Nó sẽ gửi về một cái mail Nó sẽ gửi về một cái mail là Sau khi uh, chúng tôi kết hợp hệ thống tự động và nhân viên xem xét kỹ càng chúng tôi đã có sự nhầm lẫn nhầm lẫn và tác động tới kênh YouTube của bạn là chúng tôi đã khôi phục tính năng kiếm tiền cho kênh YouTube của bạn là xong anh em ạ à. và bây giờ cái điều anh em cần làm đây này là anh em copy cho mình cái link kênh ha cái link kênh của anh em ha à. chẳng hạn như là mình xem kênh của bạn này anh em vào cái kênh của anh em ha à. nó sẽ có một cái link kênh ha nó sẽ có một cái link kênh ở đây anh em copy bôi đen này cho mình sao chép và anh em thêm cho mình thêm vào đè lên ha đè lên cái anh em cứ đè lên cái này cho mình nó chắc chắn nhá anh em để ở góc cuối màn hình như này hoặc để như này để như nào cũng được miễn sao là nằm trên cái màn hình ha hoặc là anh em để nhỏ lại như này cũng được đó nhỏ này thôi anh em kéo nó về đây anh em cho nó chạy hết cái video này cho mình nha là để nó xác minh được cái link kênh của anh em đó anh em để đây hoặc để để đây cũng được để đây cũng được mà cho muốn cho nó rõ hơn thì anh em bôi đen lại cho mình được chưa anh em bôi đen lại bôi đen lên thì do cái màn hình của mình nó màu đen anh em do mình để cái chế độ YouTube của mình màu đen này thì anh em sẽ không thấy được và anh em thông thường thì anh em sẽ để màu trắng hơn là còn thì mình thì mình chuyển sang màu trắng đi đó à, như vậy đi cho nó đơn giản đó, anh em cứ để đại một góc này cho mình nha. Đó, thế thôi. Bây giờ anh em xuất ra đi. Xuất ra desktop được à. File uh, mình ghi chỉ cần ghi cái gì cũng được, mình ghi là file kháng đi. File kháng 1 thì nó sẽ tự động render ra cái đây, file kháng 1 nó nằm đây rồi, nó sẽ nạp file vào đây nha. và sau khi anh em xuất xong cái file này ra nha anh em để việc nói đơn giản chi tiết như vậy thôi thì ít ít nhất anh em phải bật được cái quá trình anh em edit lên nha nó không bắt anh em phải thả, nó không bắt anh em phải là edit từ đầu tới cuối hoàn thiện một video anh em chỉ nói một cách bao quát như mình là được được chưa anh em và cái nội dung như này mình đã kháng từ 26 đến 27 kênh rồi nhưng cũng gần 30 kênh chấp xỉ rồi anh em tại vì gần đây là mình nhận thấy là có một cái tín hiệu mới à, có một cái tín hiệu mới từ YouTube đối với anh em view ngoại ấy. thì cái tín hiệu này nó muốn chắc chắn rằng là chúng ta là người thực hiện cái video đó và hiện tại là nội dung nó lên rất là nhiều cho nên là nó ra một cái tín hiệu này cho thấy là nó muốn kiểm soát chúng ta hơn về cái nội dung đó thì những cái nội dung khác thì không ảnh hưởng gì cả Đúng không anh em? Bây giờ anh em có cái file kháng này rồi không? Anh em đăng lên cái kênh YouTube của anh em, anh em để không công khai. Và anh em sao chép cái link của nó, tức là đường dẫn liên kết dẫn tới cái video không công khai anh em nha. Không công khai, anh em lưu ý lại một điều là không công khai, chứ không phải là riêng tư hoặc là công khai anh em nha. Sau khi anh em copy cái link đó, anh em chỉ cần gửi vào cái đường link kháng của nó, anh em bấm gửi là sau khi xong là gửi là nó xong anh em ha thì uh, chỉ cần làm như vậy là được đối với anh em tới cái thời điểm bây giờ làm đi ngoại hay là làm bất cứ cái gì và bị một cái lỗi gì và tính năng kiếm tiền khi bật kiếm tiền thì anh em đều làm tương tự như mình để chứng minh là cái quá trình mình sản xuất video anh em nhá chứng minh cái quá trình sản xuất video và vẫn một câu nói mình chia sẻ do chính tự mình quay và mình cầm máy quay đi quay thì sẽ không bao giờ dính lỗi anh em nha. Sẽ không bao giờ mà kh bị tắt kiếm tiền hay là không bao giờ bị uh, khó xử. Có chi là nó ra cái tín hiệu này thêm một cái bước để muốn xác minh thôi. Nó ra một cái bước mà xác minh để mà chúng tôi uh, nó cho một cái lỗi sử dụng lại nội dung luôn. Nó không ra một cái kiểu như anh em nhìn là anh em có một cái mối liên hệ tới kiểu robot. Được chưa? Thì anh em dễ hiểu như vậy thôi. Nó chỉ thêm một cái đó thôi. Thì anh em nhận diện ra là anh em hiểu ngay à. À, vẫn là câu nói đó thôi đã quay tự quay tự ra kịch bản thì không bao giờ bị lo tắt kiếm tiền anh em nhé cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo